Hơn 30% diện tích Pakistan đang chìm dưới biển nước khi mà nước này đối mặt với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử. Giới chức Pakistan cho biết là bất chấp các nỗ lực xã hội, song mực nước tại hồ Mancha, hồ nước ngọt lớn nhất Pakistan, vẫn ở mức cao nguy hiểm. Đây là thách thức mới nhất mà quốc gia Nam Á này phải đối mặt khi nước lũ vào mùa mưa kết hợp với các sông băng tan chảy khiến 1 phần 3 lãnh thổ nước này ngập lụt. Thống kê của Trung tâm Điều phối ứng phó với lũ lụt quốc gia Pakistan cho thấy số người thiệt mạng do mưa lũ tại nước này kể từ giữa tháng 6 đã lên đến 1.300 người. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ.